siêu thị điện máy của anh. Cô Mark xin kính chào quý khách. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách sử dụng của một chiếc điều hòa của Aqua, dòng là Inventor tiết kiệm điện các bác nhé. Ở đây thì em sẽ có những cái mẫu Inventor thì mọi người sẽ có hiệu suất năng lượng là 5 sao. Thì mọi người cứ để ý giúp em là cái con nào mà có hiệu suất năng lượng là 5 sao thì sẽ dòng Inventor. Và cách sử dụng của nó thì cũng tương tự như nhau thôi. Và cái điều khiển là quan trọng nhất trên cái dòng điều hòa này. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp pin vào bên trong. Lắp cho anh hai cục pin vào đây với. Ở đây thì các bác sẽ có hai cục pin ở phía bên trong mọi người nhé. Pin này thì là pin con thỏ thôi. Mọi người sẽ mua pin thì khi mà chúng ta hết pin, còn khi mà mua mới thì sẽ có cấp cho các bác hai cục pin này. Rồi ok. Bảng điều khiển của nó thì rất chi là dễ sử dụng thôi. Đây sẽ là nút xanh xanh này, sẽ là nút nguồn này. Đấy, các bác tắt đi, bật lên. Rồi ok. Khi mà bấm bất kỳ các chức năng gì thì mọi người chỉ hướng vào điều hòa mọi người nhé. Thì trên đấy nó sẽ có cảm biến, mắt thần nó sẽ nhận được cái điều khiển này. Trên cùng nó sẽ là nút turbo và nút quét. Turbo thì sẽ là giúp cho chúng ta có một công suất hoạt động mạnh nhất cho máy, là giúp cho máy hoạt động ra nhiều hơi lạnh nhất mọi người nhé. Thì khi đấy cái bảng trên máy điều hòa nó sẽ hiển thị cái phần mũi tên đây, mọi người nhìn đấy thấy nhé. Khi mà tắt đi thì nó sẽ hết mũi tên, nó sẽ đảo xuống chế độ quét, là chế độ dịu nhẹ các bác nhé. Tiếp đến là chế độ close. Chế độ close này là chế độ làm lạnh. Ở trên bảng điều khiển nó sẽ hiển thị cái bông tuyết này, bông tuyết. Và các bác sẽ đổi sang chế độ eco. Eco là chế độ tiết kiệm năng lượng các bác nhé, trên dòng Inventor. Đấy, các bác có mấy mức để các bác lựa chọn. Chế độ Aqua Fest này là chế độ tự làm sạch cái dàn lạnh các bác nhé. Bác kích vào đây, nó sẽ là tự động làm sạch cái lưới cái dàn lạnh cho mình. Ở phía dưới là sẽ có nút tăng giảm nhiệt độ khi mà các bác chọn vào các chế độ ở phía trên này. Chế độ Close và chế độ Eco thì các bác sẽ lựa chọn được cái phần nhiệt độ đây nhé. Đây các bác tăng giảm nhiệt độ là mỗi một lần là 1 độ C. Chế độ Swing. Swing thì con này sẽ có hai chế độ là đổ thổi gió bên sang trái sang phải. Đây. Swing này là chế độ sang trái sang phải. Đấy, tự động trái phải và tự động lên trên xuống dưới mọi người nhá. Đây có hai cái thì các bác kích vào trực tiếp mà máy dàn lạnh. Ở đây thì chúng ta sẽ có chế độ là chọn thổi gió cho chế độ làm lạnh. Đây mọi người nhìn thấy em kích vào cái nó dừng lại luôn. Còn khi mà các bác chọn càng mức cao thì cái mức thổi lạnh của nó càng lớn. Đó, hoặc là các bác có thể để tự động, nó sẽ nháy liên tục. Đó, các bác không thích thì các bác tiếp vào đây. Chế độ Dry là chế độ dùng khi mà chúng ta có thời tiết lồm, độ ẩm cao thì các bác bật chế độ này lên hút ẩm. Chế độ Sleep là chế độ dịu nhẹ, giúp cho chúng ta có một giấc ngủ tốt hơn, là êm dịu hơn, không phải quá lạnh, không quá mạnh. Chế độ Extra Faction là chế độ điều hướng cái luồng gió theo người sử dụng. Chúng ta cầm điều khiển đi đâu nó sẽ hướng chúng ta đi đến đấy. Chế độ là thêm mau và thêm off là chế độ cài đặt thời gian mở và cài đặt thời gian tắt các bác nhé. Thì các bác cứ kích vào một nút. Đấy, các bác điều chỉnh nhiệt độ 1 giờ, 2 giờ. Lúc 2 giờ thì các bác bấm nút Confirm xác nhận là xong off. Các bác bấm nút thêm off, đây nó nhảy sang thêm off, thì các bác sẽ điều chỉnh nhiệt độ, điều chỉnh thời gian 3 tiếng các bác bấm set. Như vậy là sẽ có 2 tiếng mở và đến tiếng thứ 3 thì nó sẽ tắt đi. Còn nút light này sẽ là nút bật tắt cái đèn led ở phía bên trên bảng điều khiển. Đấy, rất chỉ dễ sử dụng thôi. Đấy, còn nếu mà không dùng đến thì các bác sẽ tắt đi. Ok, thì đấy là cách sử dụng của một chiếc máy điều hòa của Aqua mà có chức năng Inventor tiết kiệm điện qua cái bảng cái điều khiển remote này. Đấy, các bác nào có thắc mắc gì có thể để lại tin nhắn ở phía dưới để siêu thị điện máy của bác hướng dẫn cho mọi người thêm. Rất cảm ơn tất cả các bác mọi người đã theo dõi hết cái video của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.